Tuyết ơi, vào đây ba nhờ tí nào. Tuyết ơi, vào đây ba nhờ tí nào. Đây ba nhờ tí nào. Con đi lấy cho ba chai nước với lại xe sủi ba để trên bàn á. Nước trong tủ lạnh con đi lấy cho ba đó. Cảm ơn nha. Cảm ơn con nha. Rồi. Cảm ơn con nha. Sẵn con đi lấy ba mẹ ta nằm nhé, con đi ra ngoài con chơi nha. Nha con đi ra ngoài chơi nha, ba mẹ ta nằm nhé. Thank you.
Thank you.
Con mới dâu về hả? Con đi mua thịt về à? Đi. Cho cây con ăn nhá.